với một cái niềm đam mê máu lửa và trang bị một cái hành trang mà chút nữa đây thì sẽ giới thiệu với các bạn, thì chúng tôi đã trở thành những người họa sĩ game. Cái hành trang đó là gì thì mình sẽ đi sâu vào sau khi mà mình giới thiệu với các bạn công việc cụ thể của một 2D artist ở VNG nhé. Rồi, công việc của chúng tôi gói gọn trong hai từ với các bạn là vẽ tất. Là sếp đưa cái gì là vẽ cái đó phải không ạ? Có gì có phải vậy không? Không, đùa với các bạn vậy thôi, nhưng mà thật ra công việc của một họa sĩ 2D thì rất là thú vị, rất là nhiều thứ có thể nói đến. Chúng tôi có concept art, khi làm một cái game mới ra mình sẽ làm concept, mình lên cái idea về hình ảnh cho nó. Mình có item là những cái vật phẩm trao đổi buôn bán trong game. Mình có nhân vật của game, nhân vật này có thể là người, là chuồng chuồng, là cá vân vân. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có background để cho nhân vật của chúng ta bay nhảy ở trên đó, đúng không? Một phần không thể thiếu nữa là UI, đó chính là cái phần giao diện để mình liên kết giữa người chơi và cái game. Nó có thể là cái khung game nè, cái button vân vân. Một phần không thể thiếu nữa là anim và effect. Nó sẽ làm nên cái game của mình nó xinh, nó hấp dẫn hơn. Mọi người thấy cái công việc của chúng tôi có hấp dẫn chưa ạ? Hấp dẫn không? Các bạn nào thấy chưa hấp dẫn không? Bạn nào mà chưa hấp dẫn thì theo thì đi tiếp đến cái hành trang nha. Mình coi cái hành trang của 2D artist người ta có cái gì, sau đó mình về mình làm nó còn hấp dẫn như vậy nữa. Các bạn đồng ý không ạ? Rồi, còn đến với câu hỏi là làm thế nào để trở thành một 2D artist? Đầu tiên, tất nhiên là phải có căn bản thôi các bạn. Giờ mình làm cái ngành gì mà nó không có căn bản thì nó không ra cái hình hài. Nếu mình nói nhất là về hạt nữa, xuống là hình và màu sắc. Cái này nhìn thì nó khô cứng nhưng mà nó phản trộn, nó nhìn nó cứng đờ quá. Nhưng mà thiệt ra thì nó áp dụng cho tất cả các phẩm ảnh của mình hết. Ví dụ mình cho một cái ví dụ ha. Đây là cái trang mail của Anywhere, một hiện đang và đã tham gia để vẽ ở đây. Thì tất cả các sản phẩm mình đều được làm từ cái hình khối các bạn. Nó đơn giản chỉ là hình khối thôi. Rồi mình thêm chút chi tiết, thêm tí xíu thôi. Là nó ra được cái trang web như vậy đó. Các bạn thấy vậy không? Một ví dụ khác đó, ví dụ là concept art của mình, rồi nhiều sắc, nhiều cái chi tiết quá, rồi mình phân tích ra nó cũng đi từ hình tròn, hình vuông, hình khối mà thôi. Đó, các bạn thấy cái yêu cầu là của cái việc mà mình nắm căn bản như thế nào, nhìn nó đơn giản thì ra nó ứng dụng cho tất cả các phẩm của mình ra ha. Một phần thứ hai mà mình không thể thiếu đó là cái gì các bạn biết không? Có ai biết không? Không ai biết. Vậy thì để chia sẻ với bạn ha. Đó chính là sử dụng bàn vẽ. Nếu mà anh chị nào mà mình đã làm ở trong nhà rồi thì tất nhiên là cái việc sử dụng bàn vẽ là đương nhiên đúng không ạ? Nhưng mà anh chị nào giờ muốn join vào cái công việc mà mình làm game á thì chắc chắn là các bạn đụng tới bàn vẽ. Và nói không ngoa là nếu mà mình sử dụng thuần cái tool này á thì bạn cũng như là hổ mọc thêm cánh vậy đó. Các bạn đồng ý không? Rồi, đến một cái phần thứ ba. Một phần thứ ba ngoài là mình có cái chuyên môn rồi ha. Cái thứ hai là mình có sử dụng tool rồi. Thì một phần nữa mà như hồi nãy mình ngồi ở dưới mình nghe anh Minh chia sẻ 45 phút đó là sáng tạo. Công việc sáng tạo với hàng ngày mình ra tới hàng trăm hàng ngàn cái game mà để mà cái key để mà mình nổi trội, không bị chìm lấp vào trong nó thì chính là sáng tạo. Tuy nhiên nó cũng có kế thừa nha các bạn, chứ đừng quên là mình sáng tạo không làm ra những cái mình chưa có ai có thì nó cũng hơi khó.
Nhưng mà nói đến sáng tạo, nếu mà họa sĩ mà kêu giờ tôi có hứng, tôi mới làm được. Giờ không có hứng, tôi vẽ đây. Nhưng mà thật ra cái gì mình cũng phải có cái quá trình rèn luyện hết. Và cái quá trình đó thì mình cũng chia sẻ ngày hôm nay. Đó là cái quy trình mình làm. Ví dụ, sếp cái game kêu em ơi em vẽ cho anh con mèo đi. Dạ, rồi con mèo em lên Google em tìm con mèo đi. Tìm con mèo rồi, mình về mình tích nó ra, mình vẽ thật là để mình coi cái cấu trúc của nó như thế nào, đúng không ạ? Mình nắm cái cấu trúc rồi, mình đi và mình làm, mình vẽ cái hình dáng bên ngoài của nó, cái shape bên ngoài để có thể bắt đầu từ những cái hình khối đơn giản, ví dụ hình vuông, hình tròn, tam giác, hoặc là mình đi mình chú trọng vào cái phần đọc của nó. Đó, ví dụ như vậy thì mình tạo ra được những cái hình dáng, và sau đó thêm một chút chi tiết nữa mình sẽ ra được cái nhân vật mà mình muốn. Và khi mà mình rèn luyện cái này nhiều thì mình sẽ giống như tạo thành một cái phản xạ vậy đó các bạn, để mà sáng và thêm màu sắc thì mình sẽ lên được cái thành phẩm. Và sau đây là một số ví dụ mà cái quá trình sáng tạo team của mình đã thực hiện. Ví dụ nha, trong Anywhere là một game mà team mình đã cùng xây dựng. Các bước như thế nào? Đầu tiên là có cái hình khối bên ngoài ha các bạn ha, đó có thể là hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn gì đó thì tùy cái idea của mình ha. Mình lên thêm chi tiết, cái line art. Lên line art rồi mình đổ màu, cái màu cơ bản của nó. Và khi có màu cơ bản, mình đổ khối. Và thế là mình sẽ ra được cái sản phẩm cuối cùng. Nhìn đơn giản nhưng đó là cái kết quả của một cái quá trình rèn luyện rất là lâu dài. Một ví dụ khác nữa, UI game chuồn chuồn. Đây là một game mobile mà team mình cũng vừa mới ra mắt lên thôi. Thì anh chị nào có smartphone á, mình vui lòng vô App Store Google Play Play để mà mình đau về, mình coi liền cái ví dụ nó sống động nó như thế nào ha. Cái công mình làm UI nó cực lắm, nên là anh chị đau về là mình mừng lắm. 1, 2, 3, 4 cái UI xong, sếp không có ok, kêu nó chung chung quá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái luôn. Nhưng mà em ơi, giờ làm sao mình phải khác người ta, khác người ta như thế nào ạ? Theo cái tiêu chí chuồn chuồn là mình làm sao cho nó có cái không khí đồng quê, khi ta nhìn vào là ta thấy được cái chất thôn quê của mình ở trong đó. Thế là cái UI cuối cùng là mới được duyệt em, rồi thở phào nhẹ nhõm, mấy tháng trời mới ra được luôn các bạn ơi. Tiếp theo là một cái vấn đề nan giải nữa, đòi hỏi phải ra óc dữ lắm các bạn. Đó là nhân vật của cái game chuồn chuồn. Đầu tiên là anh sẽ hết kêu là giờ mình làm côn trùng ha. Đó, hết bao nhiêu concept côn trùng ra đời. Nhưng mà khi mà mình ra như vậy rồi thì nó lẫn lộn rất là nhiều thứ. Thế là gom lại, chuồn chuồn thôi, chuồn chuồn. Nhưng mà giờ nó còn hơi khô em ơi, thêm cho anh tí chi tiết đi để cho nó sống động hơn. Thế là thêm máy móc, thêm quần áo Naruto tùm lum luôn. Cái idea này thì team rất là thích thú, theo là trời ơi nhìn vậy là con nít nào nó không thích. Nhưng mà cái tiêu chí của cái game mình là gì? Trở về cái thôn quê đúng không? Mình trở về cái tuổi thơ của mình. Thế là quay lại làm một cái idea khác, đó là chuồn chuồn. Nhưng mà lần này nó long lanh hơn, nó nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn. Và thế là cái sản phẩm cuốn mình ra đời. Các bạn thấy nó đòi hỏi nhiều chất xám không? Nhiều, quá nhiều. Nhiều chất xám, nhiều chất khác nữa các bạn. Rồi đây là sản phẩm của nhân vật của Anywhere. Thì nó cũng tổ hợp từ nhiều cái thành phần, ví dụ như là tóc, mũi, thân, đầu gì đó, để mình tạo thành những cái nhân vật rất là phong phú. Vậy nhớ các bạn nào mà có dịp mà vô mình chơi đó để mình trải nghiệm ha. Và một phần không thể thiếu đó, khi mà mình làm game á thì tất nhiên là sẽ có cái anime mà tùy team, tùy sản phẩm mà game đó nó họa sĩ 2D mình sẽ trực tiếp làm, hay là hoặc là sẽ có cái bộ phận khác
Nhưng mà đa phần game về mobile là mình đều là cái anime ha. Rồi và mình xin chia sẻ cái phần làm animation của bên mình. Đó là ví dụ như là một nhân vật của mình nó có nhiều cái bộ phận nào mà nó chuyển động thì mình sẽ tách nó ra. Và khi mà dùng tool á, mình sẽ gắn nó lại thành từng frame. Và nhiều frame đó tool đọc ra sẽ tạo thành cái animation của mình. À, các bạn có thể thấy ở đây ha. Và chia sẻ với các bạn luôn là cái tool mà trong team mình làm á, thì đầu tiên đó là tool Prisma, là một tool mà các anh ở trong công ty á, mình viết. Và sau đó thì anh em mình cũng muốn hỏi thêm, thế là mình chuyển qua Flash và cuối cùng là After Effects. Cái phần cuối cùng này á, thì nó làm cho cái chuyển động mình nó vướng nó vượt hơn. Và chi tiết như thế nào thì sau cái phần trình bày của mình là sẽ là phần trình bày của anh Nguyễn đang quay, đang ngồi ở đây, rất là chi tiết và hấp dẫn. Các bạn nhớ đón xem nhé. Sau đây là một số ví dụ mà anh bên team mình đã làm animation ha. Đây là các con vật, con thú, con boss mà trong game Anywhere đó các bạn. Đây là UI của game chuồn chuồn, game mobile đó các bạn ha. Đó, hoặc là bên kia là map của game, bên này là impact của game. Thì nó cũng chưa có hoành tráng, bởi vậy nên mình mới đổ cho anh Quang để chút nữa có gì anh bù lại dùng cho mình. Và một phần không thể thiếu, ngoài nắm được cái căn bản về hình họa, về màu sắc, rồi sử dụng tool thật là thành thạo rồi, rồi cũng có chút óc sáng tạo rồi, nhưng mà còn một chút nữa mình không thiếu được, đó là mình chơi game. Cái ngành nào nó khổ như ngành này á các bạn đó, mình làm không cho làm mà bắt chơi game đó. Ví dụ như là khi mà mình tham gia cái game chuồn chuồn á, mình làm á, là cái anh BM là hối là đem vực và đau những cái game mà liên quan tới cái chủ đề đó. Đó, cái chủ đề bắn máy bay đó. Thế là về anh em chơi mấy ngày liên tục luôn, chơi đã xong bắt ghi lại, rồi phân tích thật kỹ, thậm chí lên YouTube để mình đau cái anime của nó về đó, để mình coi tại sao là mình cũng làm vụ nổ, nó cũng làm vụ nổ, đã làm nhìn hấp dẫn quá các bạn. Thế là mình đem về mình coi mình người ta làm như thế nào để mà mình học hỏi nha, học hỏi chứ không có sao chép như vậy. Thì từ cái công việc mà chơi game như vậy á, thì mình vừa collect được cái resort của nó, mình vừa coi được cái điểm yếu của người ta, của mình là ở đâu ha. Thì các bạn cũng đồng ý với Hiền là chân dung của một họa sĩ 2D rất là đơn giản thôi. Dù các bạn chân có dài hay là chân có ngắn đi nữa, thì với một cái bụng kiến thức về hình họa, về màu sắc, và với một cái đầu bùng nổ sáng tạo đây các bạn, tay phải bạn cầm Wacom hoặc là bạn vẽ hoặc bất kỳ loại gì cũng được ha, tay trái bạn chơi game, thì mình chắc chắn là các bạn đã có thể tự tin để mình bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành 2D artist. Và các bạn đừng quên, trong team mình luôn có một cái ngọn lửa để tạo nên những cái sản phẩm, không chỉ đơn thuần là sản phẩm giải trí mà đó sẽ phải là những tác phẩm. Các bạn có đồng ý không ạ?